Cách đây khoảng 10 năm thì chúng ta có một cái thuật ngữ đó là căng da mặt bằng chỉ vàng, là có nghĩa là người ta đưa sợi chỉ vàng 24K vào trong mặt để căng da. Sau thời gian người ta phát hiện ra rằng đó là sợi chỉ vàng thì nó có một số cái nhược điểm khi mà căng vào trong da mặt. Thứ nhất, cái việc là sợi chỉ bằng vàng nên là nó sẽ không có tan đi theo thời gian. Và thứ hai, khi chúng ta căng sợi chỉ vàng vào trong da mặt thì chúng ta đi làm các cái chẩn đoán, ví dụ như là x-quang hay siêu âm ở trên vùng mặt hay là vùng đầu mặt cổ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả chẩn đoán của chúng ta. Bởi vì nó sẽ có những kim loại là vàng, nó sẽ cản các cái tia x-quang khi mà đi trong vùng mặt. Và thứ ba nữa đó là khi chúng ta làm căng chỉ vàng, ta sẽ bị hạn chế các cái phương pháp điều trị về sau này về da, ví dụ như là Thermax hay là sóng cao tần. Thì đây là những phương pháp nếu mà chúng ta cấy sợi chỉ vàng ở trong da nó là kim loại, thì nó có thể là ảnh hưởng tới cái kết quả điều trị bằng các cái phương pháp này. Nên là sau này thì người ta đã phát minh ra một cái dòng chỉ sinh học là thế hệ mới nhất. Với chỉ sinh học đó, nó sẽ là rất là tương thích đối với làn da của chúng ta, tương thích với lại cơ thể con người. Và đặc biệt là sợi chỉ sinh học thì nó sẽ tan đi theo thời gian. Khi mà tan đi như vậy, nó sẽ kích thích làm tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, làm tái tạo lại da của chúng ta, làm cho da của chúng ta săn chắc một cách tự nhiên mà không phải là chúng ta phụ thuộc vào sợi chỉ nữa. Với sợi chỉ sinh học, chúng ta sẽ là cái thế hệ mà căng chỉ mới nhất ở thời điểm hiện tại, và đồng thời thì nó giúp cho da của chúng ta rất là an toàn mà lại có được đạt cái hiệu quả mà căng da một cách tự nhiên.